Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Tướng môn độc hậu của tác giả Thiên Sơn trà khách. 166. Xem bói. Phượng mệnh tuy được, tù mệt mỏi một đời, đáng tiếc. Thẩm Diệu bước chân bỗng nhiên dừng lại, cau mày nhìn về phía đạo sĩ kia, hỏi, ngươi nói cái gì? Đạo sĩ kia Dương Dương tự đắc quay đầu đi, bắt đầu sướng điệu hát dân gian. Kinh chập nói, nàng nương đừng để ở trong lòng, không chừng là nơi nào đến tên lừa đảo nói hưu nói vượn đây. Tuy rằng không biết người trong môn làm sao sẽ đến Phật gia trọng địa, nhưng đạo sĩ kia nhìn không chính phái lắm, chớ nói chi là tầm thường đạo trưởng tiên phong đạo cốt, nghĩ đến cũng chỉ là thuận miệng nói, rồi cùng đầu đường trên những bọn bịp bợm giang hồ không có khác biệt gì. Thẩm Diệu nhìn một chút phía trước, La Tuyết Nhạn cùng La Đàm đã đi vào, mà tại nàng phía sau, mấy cái thị vệ theo ở phía sau, chưa từng tiến lên. Nàng thoáng suy tư một hồi, ngay ở trước sạp ghế gỗ nhỏ của đạo sĩ kia ngồi xuống, nói, ta có thể coi quẻ. Bần đạo quẻ nhưng là rất quý giá. Lời còn chưa dứt, thẩm diệu liền từ trong bao lấy ra một viên kim hoa sinh, đây là trước tô phu nhân đưa nàng cái kia trong ví đồ vật. Khoảng chừng là sợ đưa quá quý trọng có chút mạo phạm, chính là tràn đầy một hầu bao kim hoa sinh thuận tiện mua đồ. Kinh chập cùng cốc vũ có chút nóng nảy, đầu đường xem bói chính là quý nhất cũng chỉ là mấy lượng bạc, hà tất nắm kim hoa sinh đâu. Nhưng là thẩm diệu đã quyết định sự tình, liền không cho chỗ để cứu vãn. Hai cái nhà hoàn tuy gấp trong lòng, nhưng cũng không thể làm gì. Thẩm diệu nói, nếu ngươi tính chuẩn, viên kim hoa sinh này sẽ thuộc về ngươi. Nếu là không chính xác, ta sẽ cho người dỡ sạp hàng nhà ngươi, lấy giả danh lừa bịp danh nghĩa để nha môn người tới bắt. Đạo sĩ kia cười híp mắt thu kim hoa sinh, từ phía sau lấy ra cái ống thẻ, lắc lắc liền giao cho Thẩm Diệu, cười nói, "Nàng nương đánh hai chi thiêm." "Làm sao muốn đánh hai chi?" Cốc Vũ không nhịn được hỏi, trong ngày thường không đều là rút một điếu là được, hẳn là. Chấm. Nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ, một nhánh tính bình an, một nhánh tính nhân duyên, La Tuyết Nhạn bắt đầu bận tâm thầm rượu chuyện đại sự cả đời, bởi vậy cũng cho thầm rượu bên người đại nha hoàn một lời nhắc nhở. Kinh chập cốc vũ đều biết thầm rượu bình thường tự quan trọng nhất chính là tại nhân duyên trên cây vứt dây đỏ, vào lúc này thấy đạo sĩ muốn thầm rượu đánh hai chi thiêm, một cách tự nhiên đã nghĩ đến này vừa ra. Đạo sĩ lắc lắc đầu, nói, đoán mệnh. Đoán mệnh vì sao phải hai chi thiêm? Kinh chập không rõ. Đạo sĩ kia nhìn thầm rượu, vút vút tròm dâu thần bí cười nói mệnh của nàng nương một nhánh thiêm tính không hoàn chỉnh thẩm diệu giật mình nhìn đạo sĩ định liệu trước dáng dấp yên lặng mà tiếp nhận ống thẻ lắc lắc hai chi thiêm lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất đạo sĩ kia vê lại thẻ để xem kinh chập cùng cốc vũ đều có chút sốt sáng đạo sĩ rung đùi đắc ý nói mệt mỏi phượng lao tù mệnh nguy tình dừng sinh tai họa đoạn đầu đài trước nóng vội mưu cầu nàng nghinh dã chàng. Hắn nói, đây là đại hung. Lời này vừa nói ra, kinh chập cùng cốc vũ cùng nhau đổi sắc mặt, cái gì gọi là đại hung, cái gì gọi là đoạn đầu đài. Kinh chập lên tiếng, tên đạo sĩ này, miệng đầy mê sảng, đây là muốn đi lừa gạt ai. Ta xem ngươi chính là một tên lừa gạt, ta phải báo quan. Ôi ôi ôi, đạo sĩ kia lại nói, gấp cái gì, tiểu nàng nương làm sao dễ kích động, này không phải còn có một nhánh thẻ mà. Thẩm Diệu một trái tim nhưng là thịch thịch nhảy lên. Mệt mỏi phượng lao tù, là nàng bị nhốt trong cung điện lãnh cung, dãy dụa không có kết quả. Sinh ra tai họa đến liên lụy nhân gia, thẩm ra cả nhà đắm chìm, làm sao không phải đoạn đầu đài. Mà nàng khổ cực nóng vội mưu cầu, vì phó tu nghi ngồi vững vàng hoàng vị trả giá tâm huyết, đến cuối cùng còn không phải nàng nghinh dã tràng, Phó Tu Nghi trả lại nàng chỉ là ba thước vải trắng. Thậm chí Uyển Du cùng Phó Minh cũng không thể sống sót, hắn cái gì cũng không thể lưu lại, làm sao liền không phải nàng nghinh dã trang. Thẩm Diệu nói, để đạo trưởng xem một nhánh thẻ khác. Kinh chập cùng cốc vũ nhưng có chút cuống lên, không hiểu sao Thẩm Diệu lại đối với vị đạo sĩ này nhìn với con mắt khác, lại vẫn chịu để vị đạo sĩ này cho nàng xem mặt khác một nhánh thẻ. Đạo sĩ kia cười hì hì, nhặt lên một thẻ khác, nhìn thầm rượu một chút, như cũ vuốt vuốt dâu mép, lúc này mới chậm rãi nói, phủ cực thái sinh, tử khí đông lai, điềm lành. Thẻ tốt nhất. Kinh chập cùng cấp vũ vốn là sợ đạo sĩ lại nói cái gì không may mắn, ai cũng sợ không may mắn đưa tới suối quẩy, thấy hắn nói như vậy, thở phào nhẹ nhõm. Kinh chập rồi lại không tha diễu cật nói, ta liền nói là một tên lừa gạt, một nhánh thẻ hung, một nhánh thẻ cát, vậy rốt cuộc nhánh thẻ nào mới thật sự? Hai nhánh thẻ đều là thật sự. Đạo sĩ nói, không tin hỏi tiểu thư nhà các ngươi, bần đạo có nói láo không? Thẩm diệu giật mình, nói, kinh chập, cốc vũ, các ngươi trước tiên đi chỗ thị vệ, ta có mấy lời muốn nói riêng cùng đạo trưởng. Kinh chập muốn khuyên vài câu, cảm thấy đạo sĩ kia là cái bọn bịp bợm giang hồ. Nhưng cốc vũ lắc đầu, lôi kéo nàng đi qua một bên, nhường chỗ để thẩm diệu cùng đạo sĩ an tâm nói chuyện thẩm diệu cao mày nhìn đạo sĩ đạo trưởng có phải biết cái gì đạo sĩ một bên thu thập ống thẻ một bên cũng không quay đầu lại nói ta thấy nàng nương tướng mạo là người cực quý lại nhìn nàng nương mệnh cách là phượng mệnh sở quy vốn nên một đời vinh hoa ngọc thực cẩm y đáng tiếc lại bị thay đổi mệnh cách thẩm diệu nói cái gì thay đổi mệnh cách thanh âm của nàng có mấy phần gấp gáp. Đạo sĩ ngừng lại động tác trong tay, nhìn về phía nàng, nói, nàng nương mệnh cách rất là kỳ lạ, một đời sẽ có một lần đại kiếp nạn, qua cái này kiếp nạn tự nhiên một đời trôi chảy, nhưng nàng nương đánh vào chi thứ nhất thẻ, không qua nổi kiếp nạn đó. Kiếp của ta là cái gì? Thầm Diệu hỏi. Một chân phượng, một giả phượng. Giả phượng chiếm đoạt số phận và phúc báo của chân phượng, trong khi Chân Phượng lại gánh chịu sự mệt mỏi của tù tội. Thẩm Diệu cảm thấy như trái tim mình muốn nhảy ra khỏi ngực. Chân Phượng và Giả Phượng, liệu có nghĩa rằng có lẽ nàng là Chân Phượng và Giả Phượng là Mi phu nhân? Mi phu nhân sinh phó thịnh và phó Tu Nghi, yêu thích phó thịnh. Trong kiếp trước, Phó Minh và nàng đều đã chết, nhưng Phó Tu Nghi sẽ lập Mi phu nhân làm hoàng hậu và có lẽ sẽ truyền vị hoàng đế cho phó thịnh nhưng đây không phải là việc bị đoạt mệnh cách. Thẩm Diệu nói, đạo trường nói quẻ bói thứ nhất, vậy còn quẻ bói thứ hai thì sao? Liệu ta có thể giành được nó không? Dựa vào bản lĩnh của nàng, đó là không thể. Đạo trường lắc đầu, chỉ là số phận của nàng, trong đó có một người sẽ giúp đỡ. Người đó là ai? Thẩm Diệu hỏi. Người đó là một quý nhân có duyên với nàng, chính mệnh chân long. Anh ta có thể cứu nàng, và nàng cũng có thể giúp anh ta giải thoát khỏi lệ khí nếu gặp được người này hãy tận dụng cơ hội nàng có thể trở lại vị trí cũ mặc dù có mất mát nhưng vẫn có thể đạt được điều gì đó vị quý nhân đó ở đâu làm sao ta có thể tìm được anh ta thẩm diệu hỏi đạo trưởng mỉm cười anh ta ở rất gần nhưng cũng rất xa thẩm diệu nhấn mạnh còn vấn đề khác người bình thường chỉ có thể rút một quẻ Ta tại sao lại có hai quẻ bói? Ý trời muốn nói gì? Nàng sống lại một lần nữa, và mỗi khi nhớ lại, nàng luôn có cảm giác mơ hồ, như một ngày nào đó nàng sẽ tỉnh dậy và nhận ra mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Nếu những gì người đạo sĩ nói là đúng, có lẽ nàng cũng hiểu một phần nhỏ. Thiên địa không nàng hinh bằng, và mọi thứ đều là sự sắp đặt của số phận. Hai quẻ bói của nàng là vì một người đã muốn giúp đỡ nàng một người thẩm diệu nắm chặt vấn đề chính người đó là ai đó là những người đã nợ nàng rất nhiều đạo sĩ đứng dậy từ dưới đất lau sạch bụi bặm trên quần áo thiên mệnh không thể tiết lộ hôm nay bần đạo và nàng đã tiết lộ quá nhiều nàng không nên hỏi thêm nhớ rằng mọi thứ như giấc mơ phải tránh xa những rắc rối hãy giữ tinh thần lạc quan sau khi nói xong đạo sĩ bước nhanh rời đi để lại thẩm diệu ở đó ngơ ngác. Cho đến khi kinh chập và cốc vũ tiến đến, thẩm diệu mới nhận ra mình nhìn thấy một phần bí mật và trong lòng nàng cảm thấy bất an. Vào lúc nàng định nói thêm, la tuyết nhạn và la đàm xuất hiện. La đàm cầm một tiểu lam tử trong tay, cùng với một nắm lớn dây đỏ và hầu bao, cười rạng rỡ tiểu biểu muội chúng ta đi treo dây đỏ đi. Sao muội lại bị rớt phía sau rồi? la tuyết nhạn cũng nói vừa mới nghe bên trong có đại sư giảng kinh muốn gọi ngươi đến nghe một chút khi quay đầu lại đã thấy ngươi đứng ở phía sau không biết vì lý do gì mà lại trì hoãn lâu như vậy bây giờ có muốn đi nghe một chút không thẩm diệu mới nghe xong cuộc trò chuyện với đạo sĩ kia đầu óc nàng hỗn loạn lạ kỳ nơi nào còn có chỗ trống để lắng nghe hòa thượng giảng kinh nàng lắc đầu không cần Vậy chúng ta đi treo dây đỏ trước nhé." La Đàm rất phấn khích, kéo Thẩm Diệu đi phía trước. La Tuyết Nhạn đi ngang qua phòng giảng trong, lão hòa thượng đang gõ mỏ bỗng dừng lại. Tiểu hòa thượng hỏi: "Sư phụ, đã qua buổi trưa rồi, sư phụ không phải nói là sẽ có người đến đây sao?" Nhìn thấy hòa thượng từ trên bồ đoàn đứng dậy, hòa thượng lão lắc đầu, "Không cần." "Không đến?" Tiểu hòa thượng ngạc nhiên, "Tại sao?" nàng gặp phải người khác rồi. Tiểu Hòa thượng không hiểu, nếu đã gặp phải người khác, tại sao không đến? Sư phụ không phải đang chờ đợi ở đây sao? Nếu không đến, việc đợi đến ngày hôm nay là vô ích. Không sao, Hòa thượng lão tạo dấu chữ thập với hai tay, gặp phải người đó cũng là một phần của số phận. Đó chính là nhân quả. Thẩm Diệu và La Đàm ra ngoài, đi đến cây kết duyên ở dưới. Cây kết duyên là một cây khổng lồ, sinh trưởng mạnh mẽ, nhưng bây giờ cây cây trở nên mờ nhạt do bị phủ kín bởi những sợi dây đỏ từ túi bao. La Lăng và Thẩm Khâu vẫn chưa đến, nhưng đây là lần dành cho phụ nữ. La Đàm đưa một sợi dây đỏ cho Thẩm Diệu và nói, "Viết tên của mình lên túi bao và ném lên cây. Nếu nó treo được, điều ước của ngươi sẽ được nguyện đáp." Sau khi nhận lời, Thẩm Diệu nhét tên của mình vào một túi bao và ném lên cây một cái không đủ la đàm nói thẩm diệu nhìn số lượng dây đỏ và cảm thấy nàng chưa đủ tự tin huống hồ sau những tâm sự với đạo sĩ nàng đã thấy việc này không đáng để làm tuy nhiên nàng vẫn ném một cái lên cây một cái không đủ lắm ngươi nên ném thêm la tuyết nhạn khuyến khích thẩm diệu cảm thấy nàng không muốn bỏ cuộc và ném một cái nữa chỉ một cái thôi sao có thể ném được lên La Đàm kinh ngạc. La Tuyết Nhạn cũng ngạc nhiên, nói rằng số lượng dây đỏ càng nhiều, khả năng treo lên cây càng cao. Một cái dây mà không treo được, làm sao có thể treo thêm? Nhưng Thẩm Diệu đã ném một cái và nó đã treo lên cây. Không chỉ vậy, nó treo ở một cành cao vững vàng. Chỉ sợ gió táp mưa rông cũng không làm nó rớt xuống được. Tiểu nàng, ngươi quả thật quá phúc khí mà. La Đàm nắm chặt cánh tay của thầm diệu, vui mừng nói, nhìn kìa, nhánh cây đó cao tới tận trời, điều đó chứng tỏ rằng số phận của ngươi là một trong những phúc khí lớn nhất. Bây giờ, việc quải dây đỏ đã trở nên dễ dàng hơn. Số phận của ngươi đang được vững chắc, rất mạnh mẽ. Ai mà không muốn nghe những lời tích cực như vậy? La Tuyết Nhạn cũng không kìm nén được niềm vui, nụ cười trên mặt nàng tỏa sáng khi nàng nói, kiểu kiểu thật tài năng nếu dây của ngươi không treo được ta sẽ tìm cách giúp ngươi tuy nhiên nhánh cây này còn rất nhiều cành cây chắc chắn là đàm lắc đầu giải thích một cách nghiêm túc những cành cây đều hướng về phía hầu bao của ngươi lúc này điều này giải thích rõ ràng rằng số phận của ngươi đang thu hút những duyên phận tích cực điều này là một dấu hiệu tốt biểu muội đó là dấu hiệu của một gia đình hạnh phúc trong tương lai chồng của ngươi có thể là một người tài giỏi La Đàm cười vui vẻ. Thẩm Diệu nói, đừng quá phấn khích. Nhưng trong lòng, nàng vẫn nhớ câu chuyện kỳ lạ mà đạo sĩ đã kể. Làm sao nếu nàng đã bị ảnh hưởng? Điều này làm cho nàng cảm thấy lo lắng, lại còn phải đối mặt với việc tự xem thường bản thân mình. Ngày hôm đó trôi qua nhanh chóng, La Đàm sau đó cũng quải nhiều dây đỏ của mình lên cây và cầu nguyện, sau đó mang một ít hương và đồ ăn tới chùa. Khi trở về Thẩm Trạch, bầu trời đã chuyển sang màu hoàng hôn mọi người đều rất mệt sau một ngày dài làm việc và sự kiện thẩm diệu không ngừng nghĩ về những gì đạo sĩ đã nói trong ngày trong số mệnh có những sự cướp và người được gọi là quý nhân ai là quý nhân của nàng nếu nàng cầu hai quẻ bói liệu đó có nghĩa là nàng muốn có một cơ hội sống lại cuộc đời này và người đó là ai những người thân trong kiếp trước đã biến mất khiến cho thẩm diệu cảm thấy như cuộc sống trước đây của nàng chỉ là một giấc mơ nhưng liệu có ai có khả năng thấy qua sự tương lai như vậy và yêu nàng đến mức độ đó sẵn lòng làm mọi thứ để nàng có cơ hội sống lại nàng không thể tưởng tượng ra có một người như vậy thẩm diệu bỗng nhớ ra điều gì đó và nói tỏng dương trong phòng có một người đàn ông mặc áo đen đang đứng thẩm diệu nhíu mày cảm thấy tạ cảnh hành như một hình ảnh ám vệ đang trỗi dậy từ trong bóng tối và nàng không thể tránh khỏi sự giật mình nàng nói những gì đạo sĩ và ta nói không được nói cho tạ cảnh hành biết nàng còn thêm nếu ngươi nói cho tạ cảnh hành ta sẽ cho mọi người biết ngươi không tôn trọng tòng dương hãy nhớ lời ta nói thầm diệu cảnh báo hàng ngày ở định kinh thành có vô số người lo lắng về những vấn đề nhỏ nhưng nàng gái này lo lắng về việc xuất giá và lấy chồng, những người trẻ tuổi lo lắng về danh vọng và tương lai, trong khi những người già lo lắng về sức khỏe và cuộc sống con cái. Có người vì mưu tính lợi ích nhỏ nhặt, có người thu được cả gia tài bạc triệu, còn có người phải đấu tranh với nguy hiểm đến tính mạng, nhưng phải nhớ rằng cái quan trọng nhất vẫn là tầm nhìn rộng lớn đối với thiên hạ. Trong hoàng cung, mỗi ngày trôi qua, sức khỏe của Văn Huệ đế giảm đi một ngày sau một ngày và các hoàng tử cũng ngày càng dục dịch hành động. Chu Vương là một kẻ ngạo mạn, phía Ly Vương cũng không kém cạnh. Họ đều nghĩ rằng Lão Cửu là một người an phận, nhưng sự việc liên quan đến Thẩm Gia và Tần Quốc đã làm cho tình hình trở nên phức tạp hơn. Văn Huệ Đế thở dài, một cảm giác suy yếu bao phủ trong ánh mắt, dường như là căn bệnh lâu nay đã khiến ông trở nên yếu đuối. Hàng ngày, tại cung điện Kim Loan, ông chỉ còn đủ sức đứng vững, dù với vị trí cao quý như ông, sự yếu đuối vẫn không tránh khỏi. Nếu ông mất đi sức khỏe, trong triều đại sẽ xuất hiện sự loạn và sẽ có người tranh chấp vị trí lãnh đạo. Các hoàng tử từ khi còn nhỏ không thấy có vấn đề gì lớn, nhưng giờ giật mình nhìn lại ai ai cũng như một đám sói. Bây giờ, những con sói con con đã lớn, một số vấn đề không thể kiểm soát. Thái tử có vấn đề gì không? Văn Huệ Đế hỏi tô nàng ninh nàng ninh. Tô Nà Nghinh Nà Nghinh đáp, hôm qua Hoàng hậu gặp qua Thái tử Phi. Thái tử Phi nói rằng tình hình sức khỏe của Thái tử đang cải thiện, và Thái Y cũng nói rằng việc điều trị sẽ mang lại kết quả tốt hơn. Văn Huệ Đế lắc đầu, nói, tình hình sức khỏe của Thái tử đúng là một vấn đề. Là người thừa kế chính thức của Hoàng đế, Thái tử ốm yếu là một vấn đề nghiêm trọng. Dù có nhiều người ủng hộ, nhưng sức mạnh của thái tử đang giảm dần do sự thống trị của chu vương và ly vương ngày càng lớn mạnh đặc biệt là gần đây số lượng định vương càng ngày càng nhiều khiến cho văn huệ đế cảm thấy đau đầu may mắn thay thái tử đã có một con trai hoàng thái tôn và nếu thái tử có thể giữ được sức khỏe của con trai đến khi trưởng thành thì vẫn còn hy vọng về tương lai tô thái y không nhận ra ý đồ của văn huệ đế nhưng trong lòng ông cảm thấy không được yên bình với văn huệ đế sự quan tâm hàng đầu vẫn là thái tử lý do chính là thái tử là người được chọn làm người kế vị và sức khỏe của thái tử đang giảm sút dù không thể đe dọa được ông nhưng thái tử vẫn là yếu tố quan trọng nhất trong triều đình không giống như chu vương và ly vương thái tử không có sức mạnh quân sự đe dọa nhưng vẫn được coi là người thừa kế chính thống mỗi một người trong số họ dù có tính cách khác biệt đều đáng sợ và đáng cảnh giác trong khi đó, một cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ, làm cho các tài liệu trên bàn bay lên. Tô Thái Y lập tức đứng dậy để đóng cửa sổ, nói: "Đêm đã muộn rồi, bệ hạ nên nghỉ ngơi sớm hơn." Trong khi đó, một cơn gió lạnh thổi vào qua cửa sổ, làm cho các tài liệu trên bàn của ngự thư phòng bay đi. Tô Thái Y nhận thấy điều này và nhanh chóng đi che chắn cửa sổ, nói: "Đêm tối đã đến, nên bệ hạ nên nghỉ ngơi sớm." Trong khi đó, ở một góc phòng, có hai người đang trò chuyện với nhau. Nếu có ai đó nhìn thấy, họ sẽ bất ngờ không thôi, vì một trong hai người đó không ai khác ngoài định vương phó Tu Nghi và Thái Tử. Phó Tu Nghi lắc đầu, đại ca không biết trong lòng ta buồn khổ, tai họa bất ngờ phủ đầu, không thể tránh khỏi. Ta vốn là một kẻ nhàn tả, cũng vô tâm quyền thế phú quý, chỉ là là muốn tự do tự tại sinh sống. Quá khứ những ngày đó, ngoại trừ sự vụ trong ta, ta chưa từng nhúng tay quá chuyện khác, nhưng chuyện thẩm ra sự vừa rồi, phụ hoàng nhưng vẫn là hoài nghi ta, tình phụ tử kiểu này cũng quá mức bạc bẽo rồi. Cửu đệ cẩn thận lời nói, thái tử sợ hết hồn, vội vã ngăn cản phó tu nghi chưa xong thoại, nói, thiên hạ không không phải phụ mẫu, ngươi là phụ hoàng nhi tử, phụ hoàng sẽ không đối với ngươi thế nào. Muốn trách thì trách những người nhỏ này bọn họ đàm luận sự tình, chính là trước đó vài ngày thẩm gia bị xét nhà việc. Tuy rằng văn huệ đế giấu nghiêm, nhưng chư vị hoàng tử ở trong cung đều là có nhãn tuyến, huống mà còn có thẩm vạn này một con mở miệng. Hoàng tử đúng là đối với thẩm gia một án chân thực nguyên tắc vì biết đến rõ rõ ràng ràng. Cũng chính vì như thế, các hoàng tử xem phó tu nghi ánh mắt cũng đặc biệt không giống. Vốn là mà, chư vị hoàng tử đoạt đích, lẫn nhau đánh đến một mất một còn, cho rằng cửu hoàng tử không ôm chí lớn, chỉ là là làm cái nhàn tản vương gia vui vẻ là được rồi, bởi vậy cũng không có hết sức nhằm vào quá phó tu nghi. Ai biết việc này vừa ra, mới phát hiện nhân ra ở trong bóng tối bên trong còn chôn có kỳ, vốn là tranh đấu thời điểm kiêng kỵ nhất chính là địch trong tối ta ngoài sáng. Đặc biệt là quan khắp thiên hạ tranh đấu, vậy cũng là không cẩn thận sẽ liên lụy dòng dõi tính mạng đại sự. Định Vương ở trong bóng tối quan chiến hồi lâu, có thể muốn ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi cũng khó nói. Lúc trước mọi người đều đối đãi định vương khách khí, bây giờ mọi người thấy ánh mắt Phó Tu Nghi, nhưng là cùng chung mối thủ, Phó Tu Nghi trong lúc nhất thời cho mình thụ quá nhiều địch. Mà Phó Tu Nghi tại trở thành các vị huynh đệ cái cào sau khi, đầu tiên tìm tới chính là Thái Tử. Mặc kệ chân tâm hay là giả dối, Thái Tử ở trước mặt mọi người đều là cái nhẹ dạ chủ nhân, phúc hậu vô cùng, cũng dễ dàng nhất bị người lừa dối. Liền giống như giờ khắc này, hắn không có vì vậy chế nhạo đả kích, mà là quay đầu khuyên giải lên Phó Tu Nghi bình thường. Phó Tu Nghi cười cười, nói: "Thôi, không nói chuyện chuyện của ta, vẫn là nói chuyện đại ca trước đi." "Ta? Thái tử có chút kỳ quái, ta có chuyện gì? Bây giờ các đại gia tộc đều tranh chấp vỡ đầu chảy máu, đại ca rõ ràng là người thừa kế chính thống nhất." ngược lại bị người vượt trên thế đi, không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Phó Tu Nghi nở nụ cười, trước kia ta không muốn tham dự những chuyện này chung, hết sức làng tránh, không muốn vẫn bị người tìm đến cửa. Đã như vậy, chẳng bằng chủ động đi vào. Ta dự định ủng hộ đại ca. Thái tử sững sờ, tự hồ không nghĩ tới Phó Tu Nghi sẽ nói như vậy, đầu tiên là cười khổ, lập tức lắc đầu nói, cửu đệ một mảnh lòng tốt ta liền không lời nào cảm ơn hết được. Chỉ là, chấm, cửu đệ cũng biết thân thể của ta, ta nếu là thân cường thể kiện, tự nhiên có thể giành giật một hồi, chỉ là ta này tấm thân thể, có thể lửa bao lâu đều là cái vấn đề, những thứ này. Chấm, vẫn là tùy duyên đi, thoại đến phần cuối, càng là có mơ hồ tuyệt vọng cảm giác. Đại ca chớ tự ti, đại ca chính là hoàng hậu nương nương sinh ra, là bệ hạ đích trưởng tử, lại là thái tử, về tình về lý đều là minh tể chủ nhân tương lai, nếu để cho ra ngoài, chỉ sợ còn có thể bị người chê cười minh tể ta. Nhưng ta quả thực không có bản lĩnh gì. Thái tử có chút nản lòng thoái chí, các đại thần xem thân thể của ta, cũng không muốn làm phục tùng ta, những kia ngày xưa người theo đuổi, đến hiện tại cũng không có còn lại bao nhiêu người. Cửu đệ để ta đi tranh, nhưng là ta ngoại trừ một thái tử tên tuổi còn có cái gì bản lĩnh đi tranh? Phó Tu nghi nghe như vậy, nhưng cũng đưa ra một chén rượu cho mình và thái tử, nâng chén lên để uống một ngụm và nói, "Vì vậy, lúc này, đại ca càng cần một trợ thủ mạnh mẽ hơn." Thái tử lắc đầu, chim khôn chọn cây để đậu, có những người có bản lĩnh, làm sao họ chọn ta? Thực ra, đại ca không cần phải nghĩ về điều đó một cách phức tạp. Phó Tu nghi nói, tìm kiếm nhiều người có quyền lực thực sự là rất khó khăn. Nhưng chỉ cần tìm một người trợ lực mạnh mẽ, những người khác sẽ tự mình đến. Hoặc có thể nói, chỉ cần tìm được một người như vậy, các thần tử khác cũng sẽ có một lượng lớn người theo sau đại ca. Cửu đệ nói đúng." Thái tử nghi ngờ. "Đại tướng Thẩm Tín." Phó Tu Nghi trả lời. Thái tử im lặng. Thẩm Tín là người có binh quyền trong tay trước đây đã có kinh nghiệm chiến đấu với quân Thẩm gia và quân La gia, hai năm liền, lòng dân trung thành và uy tín không hề suy giảm, thậm chí Tần quốc và Đại Lương cũng muốn tạo ra mối quan hệ thân thiện. Có Thẩm Tín ở bên, mọi người tự nhiên đánh giá thái tử cao hơn và những người có thể tự nghe theo tin đồn. Thái tử nghe Phó Tu nghi nói nhưng không cười, vì những lời nói này rất có lý. Văn Huệ đế không tin tưởng ai, đặc biệt là Chu vương, Ly vương và định vương phó tu nghi nhưng thái tử lại khác ông luôn mong muốn có một cánh tay mạnh mẽ cho tương lai tuy nhiên tại sao thẩm tín lại chọn ta thái tử không đồng ý với lời nói của phó tu nghi ông nói tham gia những việc như vậy là một mạo hiểm thẩm tín không có lý do gì phải đến với những tranh chấp như vậy ông ta có thể sống một cuộc sống yên bình phó tu nghi mỉm cười ông nói thẩm tín không cần phải chọn đại ca nhưng Thẩm tiểu thư có thể. Thái tử giật mình. Phó Tu nghi nhẹ nhàng nói, "Ngũ tiểu thư của gia đình Thẩm, Thẩm Tín có một viên ngọc quý trong tay, đã đến tuổi kết hôn." 167. Tứ hôn. "Thẩm gia tiểu thư?" Thái tử lúc đầu bất ngờ, sau đó nói một cách buồn bã, "Thẩm Diều." Phó Tu nghi nhìn hắn nhưng không nói gì. "Không đúng." Thái tử lắc đầu thẩm gia tiểu thư là con gái của thẩm tướng quân, một viên ngọc quý trong tay, và cho đến bây giờ nàng ấy chưa đính hôn. Có thể là việc của nàng ấy xem trọng việc lễ nghĩa, và làm sao có thể nguyện ý gả cho ta vào đông cung. Hơn nữa, thái tử nhếch môi nhìn phó tu nghi, nói, định kinh mọi người đều biết, lúc trước thẩm gia tiểu thư một lòng một dạ với cửu đệ ngươi, ta làm sao mà đoạt được tâm của nàng kia chứ. Phó tu nghi cười nhẹ và lắc đầu, nàng ấy không phải một lòng một dạ với đệ, chỉ là một câu chuyện nhỏ khi còn trẻ. Trong những năm gần đây, đệ và nàng ấy không có nữa phần tình cảm. Thái tử suy nghĩ một cách cẩn trọng, và thực sự, trong hai năm qua, mỗi khi thẩm diệu gặp phó tu nghi, đúng là không còn sự hứng thú như trước, điều này khiến các hoàng tử đều cảm thấy thất vọng. Dù vậy, thái tử vẫn nói, có lẽ nàng cảm thấy giận vì đệ lạnh nhạt với nàng ta đại ca không nên tự làm phiền mình phó tu nghi nói cười thẩm gia cũng không phải là gia đình của ta ta không muốn tham gia vào những tranh cãi đó ta muốn tìm một cuộc sống đơn giản và tự do về việc chọn thẩm tướng quân và thẩm tiểu thư tốt nhất nên để phụ hoàng quyết định phụ hoàng không sai phó tu nghi đổ rượu cho thái tử khi cốc trước của ông đã cạn và sau đó nói phụ hoàng yêu quý đại ca nhất và nếu đại ca muốn cưới thẩm tiểu thư, phụ hoàng sẽ vui lòng chấp nhận. Nếu như vậy, chỉ cần có một lời thánh chỉ từ phụ hoàng, tất cả mọi thứ sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. Người nghĩ quá đơn giản. Thái tử lắc đầu, nếu thẩm tiểu thư không muốn gả cho ta, thậm chí là vì lý do thánh chỉ, nàng ấy có thể sinh ra oán khí sau này. Thẩm tướng quân cũng có thể cảm thấy oán giận với phụ hoàng, và điều đó có thể dẫn đến mối quan hệ xấu đi đại ca nghĩ quá nhiều phó tu nghi ngạc nhiên nhìn ông phụ nữ đều mong muốn một cuộc sống ổn định và phúc lợi vật chất nếu nàng ấy gả cho đại ca mặc dù không thể là chính thê nhưng vị trí chắc phi của thái tử vẫn rất cao sau khi đại ca đăng cơ thẩm tiểu thư sẽ tự nhiên thăng cấp đại ca là người lịch thiệp và nếu đối xử tốt với nàng ấy nàng ấy sẽ không có lý do để oán hận đại ca đại ca là nhân trung long phượng như thế nào hàng phục không được một nữ tử thái tử bị phó tu nghi mấy câu nói nói tới có chút thật xấu hổ liên tục xua tay huynh đệ hai người lại là một phen thành thật với nhau cũng chén cạn ly vui vẻ rung rung có phải hay không chỉ là ngay đêm đó khi phó tu nghi rời khỏi đông cung thái tử dường như say mềm nhưng lại miễn cưỡng quét một cái sạch sẽ có lại mấy phần tỉnh táo một phụ tá từ phía sau bước ra và nhìn về phía thái tử, hỏi: "Điện hạ, lời của cửu hoàng tử." Chấm. "Cửu đệ đây là muốn trộm đào đổi lý đây mà." Thái tử mỉm cười, tự mình đổ rượu và uống một hớp, nói: "Đúng là có mấy phần can đảm khí phách, bây giờ phụ hoàng đối với hắn lòng sinh điểm khả nghi, dĩ nhiên liền dám đến Tê Đông cung lấy lòng ta." Nhìn như vậy, lúc trước quả nhiên thật là huynh đệ chúng ta đã coi khinh hắn. Đề xuất của Cửu Đại Ca về việc kết hôn với Thẩm Gia, ý kiến của điện hạ là gì?" Phụ tá hỏi. Thái tử đặt chén rượu xuống bàn, mắt nhìn xa xăm, "Dù mục đích không chính trực, nhưng kế sách này có thể tiến hành. Chúng ta thật sự cần sự hỗ trợ từ Thẩm Gia. Thẩm Diệu là một quân cờ quý, và việc kết hôn với nàng ấy cũng không có gì đáng sợ." Hắn cười thêm, "Nếu không thể tránh khỏi việc này, thì cứ làm đi." Nếu nàng ấy không quá tệ thì không có lý do gì phải lo lắng. Phụ tá gật đầu, điện hạ đã quyết định đồng ý. Thái tử nhìn vào chén rượu trên bàn, một vài ngày nữa, ta sẽ bàn về vấn đề này với phụ hoàng. Khi mọi thứ diễn ra suôn sẻ, ta sẽ nhớ đến đóng góp của Cửu Đệ. Dự đoán của Phó Tu Nghi không sai, chỉ vài ngày sau, thái tử thực sự đưa vấn đề này lên trước Văn Huệ Đế. Văn Huệ Đế không chấp nhận ngay lập tức, nhưng cũng không từ chối, mà thay vào đó nhìn Thái tử một cách sâu xa và cuối cùng nói, không tồi, nếu ngươi không có tiến bộ gì, cuối cùng cũng biết điều. Sau đó ông nói, ta sẽ suy nghĩ về việc này. Sau khi Thái tử ra đi, Văn Huệ Đế quay lại gần Tô nàng Ninh Nà Ninh và nói, Thái tử dường như muốn kết hôn với Thẩm Diệu, ta không ngờ đến điều này. Tô nàng Ninh nàng Ninh cười thẩm ra tiểu thư tài năng và xinh đẹp ánh mắt của thái tử chắc chắn sẽ không thể rời khỏi nàng ấy đủ rồi văn huệ đế nói một cách khinh thường ta không phải là người không biết suy nghĩ chỉ là lão cửu lúc này lại đưa thái tử một con đường sáng điều này ý nghĩa là gì trong lời nói ông hiểu rõ rằng phó tu nghi đã đưa ra đề xuất này với ý định gì tô nàng nghinh nà nghinh thận trọng không nói gì trong hoàng gia một chữ chết có thể dính liền với mọi thứ và ông không dám tham gia vào những vấn đề như vậy chỉ là vừa vặn trẫm vốn là muốn nâng đỡ thái tử chu vương cùng đi vương càng ngày càng không đem trẫm để ở trong mắt lão cửu trẫm lại xem không hiểu thái tử có thẩm ra ở sau lưng vừa có thể ngăn được chu vương ly vương cũng có thể đem thẩm gia binh quyền khống chế ở trong tay tiết kiệm trẫm một phen khí lực chỉ là chấm Văn Huệ Đế nhìn trên bàn cuốn sách nở nụ cười, khép lại chiết tử, đứng dậy, bãi giá, khôn ninh cung. La Tuyết Nhạn nhận được lệnh từ trong cung, yêu cầu nàng mang thẩm diệu tiến vào cung vào ngày mai, khiến bà một phen hồ đồ. Nàng nghĩ rằng có vấn đề gì xảy ra với thẩm tín từ trước đến nay, nhưng khi hỏi thẩm tín, nàng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Với tình hình hoàng gia như vậy, hai vợ chồng thẩm tín đều cẩn thận đặc biệt nhưng dù lo lắng thế nào nàng không dám thể hiện sự lo lắng của mình trước thẩm diệu mặc dù cả thẩm tín và la tuyết nhạn đều cố gắng trấn an nhưng thẩm diệu vẫn giữ bình tĩnh nàng thậm chí không tỏ ra quan tâm ngay cả khi gia đình phó muốn cản trở la tuyết nhạn dẫn nàng vào cung nhưng với tình hình lần này không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra bùi lang đã lâu không gửi thư cho nàng và nếu nàng muốn gửi thư nàng có thể muốn gặp Phó Tu Nghi để tìm hiểu thêm về tình hình tiếp theo. Tâm trạng của thầm diệu dối bời hơn bao giờ hết. Từ khi nàng gặp phải kẻ điên đảo ở phổ đà, nàng không thể giữ được bình tĩnh. Nàng muốn biết ai chính là quý nhân đã mang lại sự phát điên cho nàng và cũng muốn biết người đã đưa cơ hội này đến cho nàng lần nữa. Nhưng không có manh mối nào, và suy luận của nàng chỉ làm tâm trí nàng càng dối bời hơn. Thẩm diệu không thể nhịn được, nàng đứng dậy và đi đến cửa sổ. cửa sổ đã đóng chặt, nhưng nàng nhớ Tạ Cảnh Hành đã nói rằng nếu cửa sổ mở ra, hắn có thể đến. nhưng gần đây hắn cũng không xuất hiện. nàng bước ra gần cửa sổ và mở ra, ngoài kia là không gian đêm rét buốt. nàng nắm chặt xiêm y và cảm thấy lo lắng. một bóng người bất ngờ hiện ra trước mắt. Tòng Dương từ dưới đất đứng dậy và nhìn thầm diệu, hỏi: tiểu thư đang chờ ai? thẩm diệu sợ hãi và giận dữ vỗ về ngực và nói không phải chờ ai cả tòng dương nhìn nàng một cách không mảnh tình cảm lập tức trả lời chủ nhân gần đây không ở định kinh tiểu thư không nên ở đây chờ đợi hắn ta không phải đợi hắn thẩm diệu cố gắng tỏ ra mạnh mẽ chỉ là muốn thở không khí tòng dương không nói gì thêm thẩm diệu nghĩ rằng nếu nàng vào cung liệu tòng dương có thể giúp nàng đi Tổng Dương lắc đầu khi nghe, nhưng sau đó nói, thuộc hạ không quen với cung điện, và nếu tiểu thư vào đó, không có chỗ trốn và cũng không chắc chắn không bị phát hiện. Thẩm Diệu nhăn mắt lại. Nếu Tổng Dương không thể đảm bảo an toàn cho nàng, thì nàng sẽ chỉ đơn giản là quên đi hết. Một khi đã nghĩ đến việc này, dù hoàng gia có tổ chức bất cứ sự kiện gì, nàng cũng sẽ không tham gia, và còn có La Tuyết Nhạn ở đây. Nghĩ về điều này, nàng cảm thấy thoải mái hơn và nói không có gì phải lo lắng nếu tiểu thư có điều gì muốn nói hãy nói cho thuộc hạ chúng ta sẽ truyền đạt cho chủ tử tòng dương nhìn thẩm diệu và tự nhắc nhở mình thẩm diệu đùng một cái đóng lại cửa sổ dù chuyện gì xảy ra nàng tin rằng thuộc hạ sẽ làm được một bên khác ở phủ vương duệ cao dương và quý vũ thư đang nghiên cứu một bản đồ trên đó có nhiều địa điểm được đánh dấu nhưng họ nhận ra đó là một bản đồ chiến trường một vệ sĩ đến báo cao đại nhân quý thiếu gia thẩm diệu của thẩm gia sẽ tiến cung vào ngày mai phải cho điện hạ mang vào trong thư sao tiến cung quý vũ thư ngạc nhiên có chuyện gì vậy vệ sĩ lắc đầu quý vũ thư than thở mấy ngày này làm việc vội vàng như thế không chú ý kiểm tra kỹ càng về thẩm diệu nếu tam ca quay về và phát hiện thiếu sót chúng ta sẽ rơi vào tình hình nguy hiểm. Uy, anh đụng vào Cao Dương, trong cung có chuyện gì không? Không có gì đặc biệt. Cao Dương suy nghĩ một chút, sau đó nói, đầu tiên, không cần phải gửi thư vào trong, vì hắn đang bận rộn với nàng nghinh việc chính của mình và không muốn bị phân tâm. Nếu Tổng Dương cũng không có tin tức, có lẽ chuyện không quá nghiêm trọng. Nếu có điều gì đáng ngờ, chúng ta cũng có thể can thiệp một chút hộ vệ đã nhận lệnh và rời đi. Quý Vũ Thư nhìn Cao Dương, cách làm của ngươi có vẻ không hợp lý lắm. Có chuyện gì không ổn? Cao Dương không giấu được sự căng thẳng, chú ý điều này. Quý Vũ Thư lặng lẽ nghĩ, nếu có chuyện gì xảy ra, Tam ca hỏi tại sao không thông báo ngay lập tức, ta sẽ nói rằng đó là lỗi của ngươi. Ngày thứ hai, Thẩm Diệu đã tiến cung theo La Tuyết Nhạn. Mỗi khi tiến cung, Luôn có chút biến cố xảy ra. La Tuyết Nhạn có chút thận trọng, nhưng Thẩm Diệu đã quen với điều này từ lâu vì nàng đã nhận ra rằng những người trong hoàng gia không phải lúc nào cũng đáng tin cậy. Cung nữ dẫn họ đến Khôn Ninh cung. Khi họ đến, Thẩm Diệu ngay lập tức chú ý đến người ngồi trên ngai vàng hoàng hậu. Hoàng hậu ngồi bên cạnh một người phụ nữ khác với nụ cười dịu dàng, trang phục của họ giản dị nhưng thanh lịch. Đó chính là Đồng Thục phi hoàng hậu và đồng thục phi. Thẩm diệu cảm thấy ngay lập tức lo lắng. Hoàng hậu, mẫu thân của thái tử và văn huệ đế từng có một mối quan hệ phức tạp theo phong tục cũ. Nhưng hoàng hậu xuất thân từ gia đình giàu có và quyền lực và bản thân nàng không quan tâm đến việc tranh đấu trong cung. Tuy nhiên, đồng tục phi lại là một người có thể khiến cho mọi tình huống trở nên phức tạp hơn. Nếu hoàng hậu là biểu tượng của sức mạnh và quyền lực thì đồng thục phi lại là biểu tượng của sự dịu dàng và uyên bác. Nhưng sau cánh vẻ ngoài ấm áp, nàng ta có thể trở nên nguy hiểm không kém. Thẩm diệu biết rằng nàng không được đồng thục phi đánh giá cao, nhưng nàng ta đã gây ấn tượng với mi phu nhân. Thẩm diệu nhìn thấy tình hình trước mắt và nhận ra rằng hoàng hậu có lẽ cũng phải đối mặt với sự hiểm nguy từ đồng thục phi. Dù hoàng hậu thường không quan tâm đến những cuộc tranh đấu trong cung, nhưng sự hiện diện của đồng thục phi có thể thay đổi mọi thứ hoàng hậu cười và mời la tuyết nhạn ngồi xuống nhưng đối với thẩm diệu nàng chỉ gật đầu và tiến về phía hoàng hậu hoàng hậu cẩn thận quan sát thẩm diệu và cười rất hài lòng sau đó quay lại nói với đồng thục phi dáng điệu cũng rất đoan trang la tuyết nhạn không thể không cảm thấy lo lắng ước muốn có thể nắm chặt tay thẩm diệu và rời khỏi cung ngay lập tức nhưng là một người tầm thần tử nàng phải đối mặt với nhiều rắc rối không mong muốn Nàng không biết hoàng hậu đang nghĩ gì, nhưng nàng cảm thấy mẫu thân của thái tử có một loại trực giác tự nhiên, đặc biệt là đối với những người có ý định xấu. Bấy nhiêu tuổi rồi? Hoàng hậu hỏi. Con đã 16 tuổi, theo lời nương nương. Thẩm diệu trả lời. Hoàng hậu mỉm cười và nắm chặt tay thẩm diệu, nói, đã từng nghe nói rằng thẩm tướng nhi nữ vừa xinh đẹp lại có tài năng. Trước đây tại buổi yến tiệc, ta đã chú ý đến nàng và cảm thấy nàng thực sự xuất sắc. Suốt những ngày qua, ta đã nghĩ rằng có lẽ sẽ gọi thẩm phu nhân và thẩm tiểu thư đến gặp gỡ. Nàng hơi thở dài, với sự thông minh và tài năng của nàng, cũng không biết có ai đủ tốt để làm chồng của thẩm tiểu thư. Là tuyết nhạn trong lòng hồi hộp một hồi, buông xuống bên người tay nhất thời nắm chặt. Thẩm diệu trong lòng hơi động, nhưng là đúng hoàng hậu hôm nay gọi các nàng tiến cung mục đích sáng tỏ ba phần đồng tục phi cũng tham gia vào phải đấy nữ nhi xinh đẹp tài năng và khiêm nhường như thẩm tiểu thư thật sự hiếm có thẩm phu nhân không biết thẩm tiểu thư đã có hôn phối chua áp hoàng hậu cười hỏi la tuyết nhạn trong lòng xoắn suýt một hồi nhưng là nhanh chóng tiếp lời nói không sợ nương nương chuyện cười gần nhất đang nhìn tìm các thiếu gia thích hợp cho hôn sự của nữ nhi nếu hoàng gia đánh chính là ý đồ này như vậy chỉ sợ trước liền đem tình huống của Thẩm Diệu bây giờ hỏi thăm rõ rõ ràng ràng. Nhưng cũng không dám lừa gạt, bằng không chính là lường gạt hoàng thất. Như vậy a, à, hoàng hậu ý cười càng tăng lên, cái kia bản cung đến vì Thẩm tiểu thư làm cái mai mối vậy. Không được, La Tuyết Nhạn không hề nghĩ ngợi liền mở miệng. Nhìn thấy hoàng hậu sắc mặt khó coi, lại giải thích, tiểu nữ tuổi còn nhỏ, thần phụ không nỡ đưa nàng gả đi còn muốn giữ nàng lại thêm mấy năm. Hoàng hậu tiếp tục, thẩm phu nhân nói lời này không đúng rồi. Nếu thẩm phu nhân vẫn giữ thẩm tiểu thư ở lại, thì nàng ấy sẽ cảm thấy bất mãn và sẽ trách ngược mẫu thân. Có phải không, thẩm tiểu thư? Thẩm diệu liếc mắt nhìn hoàng hậu, cười nói, thần nữ cũng muốn làm bạn bên cạnh mẫu thân. Một chút cũng không chừa chút mặt mũi cho hoàng hậu. Hoàng hậu cười lớn một cách không thoải mái, Nhìn chằm chằm vào Thẩm Diệu, cảm giác như đang bị Thẩm Diệu xem thường mặt mũi. Trong tâm trí của hoàng hậu, nàng cảm thấy không hài lòng với cách hành động của con dâu. Đồng Thục phi nhận ra rằng không khí đang trở nên căng thẳng, nàng cười nhẹ và nói: "Thẩm phu nhân và Thẩm tiểu thư có một mối quan hệ rất gần gũi, đó thật sự là điều đáng ngưỡng mộ." Nhưng, nàng đổi chủ đề, mọi người trong Thẩm gia đều muốn Thẩm tiểu thư xuất giá. Không phải là không thể chờ đợi một người phù hợp sao? Những lời này chính là một cách để nhấn mạnh vào vấn đề, nhưng tiếc rằng cả La Tuyết Nhạn và Thẩm Diệu đều không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện với Đồng Thục Phi. Đồng Thục Phi trong lòng hơi kinh ngạc. Trước đó, khi Thẩm Diệu mê luyến Phó Tu Nghi, Đồng Thục Phi nghĩ rằng Thẩm Diệu chỉ là một nàng gái ngu ngốc không có đầu óc. Nhưng sau khi quan sát một chút, nàng nhận ra rằng không phải như vậy. Nàng cảm thấy Thẩm Diệu vẫn khá thông minh, biết cân nhắc và xử lý tình huống. Nhìn vào sự bướng bỉnh của hai mẹ con La Tuyết Nhạn, nàng thấy rằng họ có vẻ không dễ dàng để điều khiển. Hoàng hậu không quen với việc gần gũi với những người khác, đặc biệt là khi họ không thân thiện. Tuy nhiên, hôm nay nàng muốn rèn luyện sớm để Thẩm gia có sự chuẩn bị. Nàng không quan tâm đến thái độ của Thẩm gia là gì. chấm thầm tín lá gan dù có to lớn hơn nữa, dù thương yêu nữ nhi đến đâu, cũng không thể kháng chỉ. Trứng trọi đá, hoàng quyền bên dưới, dù là ai đều cũng phải cúi đầu. Sau đó, La Tuyết Nhạn và Thẩm Diệu trở về. Trên đường, họ không nói gì. Thẩm Diệu cũng đang nghĩ về tình hình của mình. Không khí trở nên yên lặng, khiến cho kinh chập và cốc vũ. Lúc hậu hạ cũng cảm thấy lo lắng, nghĩ rằng có chuyện gì đó đã xảy ra khi họ trở về nhà thẩm khâu và la lăng mới từ binh bộ trở về và hỏi về việc hoàng hậu triệu họ vào cung la tuyết nhạn trả lời mơ hồ và rồi kéo thẩm tín về nhà sau khi vào nhà la tuyết nhạn nói cho thẩm tín biết về những gì hoàng hậu đã nói với nàng trong cung cuối cùng nàng hỏi ta nghĩ hoàng hậu có ý định chỉ hôn cho kiều kiều chúng ta phải làm gì bây giờ thẩm tín gương mặt trở nên sâu lắng chỉ hôn con gái ta làm sao có thể được chỉ định hôn như vậy? Kiều Kiều đã lớn và chúng ta đã dưỡng dục nàng ấy. Họ có quyền gì để can thiệp vào cuộc sống cá nhân của chúng ta? Ta đoán hoàng hậu muốn gả Kiều Kiều cho thái tử, Lá Tuyết Nhạn nói. Hôm nay trong ẩn ý lời nói, hoàng hậu đã nhấn mạnh về sức khỏe của thái tử chuyển biến tốt nhiều lần. Nhưng điều này không thể xảy ra. Thái tử đã có thái tử phi Mặc dù chắc phi địa vị cao hơn thiếp thất, nhưng ta không muốn Kiều Kiều gả đi còn phải kính trả hành lễ với nữ nhân khác. Vận mệnh phụ thuộc vào tay người khác. Nghĩ đến đây, lòng ta liền lo đết phát hoảng. Thái tử cho dù có nhân phẩm tốt thì sao? Với thân thế của hắn thế kia, ta thiệt sự không dám giao Kiều Kiều cho hắn. Mặc kệ cái gì thái tử, Kiều Kiều cũng không thể gả. Thầm tín giữa lòng căm phẫn, không thể giải thích bằng lời ông đột nhiên đẩy mạnh một cái trên bàn, làm đổ chén rượu. Người lo sợ rằng Kiều Kiều sẽ gả đi và làm cho toàn bộ thẩm gia bị cuốn vào tranh chấp. La Tuyết Nhạn nói, không sao, trong những ngày qua, họ có một mục đích khác. Nhưng một khi liên quan đến hoàng gia, thẩm gia cũng sẽ không thoát khỏi sự can thiệp. Cũng không phải lý do này thẩm tín thở dài. Hoàng gia con cháu bạc tình, thê thiếp phi tần thành đàn, nếu kiều kiều kết hôn c cũng sẽ không hạnh phúc dù thái tử có trở thành hoàng đế và sức khỏe của ngài ấy có tốt nhưng với một hậu cung lớn như vậy ngày ngày ban ơn mơ mốc ta không muốn kiều kiều phải đối mặt với những điều đó huống hồ như những gì nàng nói họ cũng không chắc chắn muốn cưới kiều kiều con rể ta không cần phải là vương tử hay tướng lĩnh nhưng hắn phải đối xử với kiều kiều một cách toàn tâm toàn ý nếu không thậm chí cả thiên vương thì lão tử cũng không thể tha thứ. Ở ngoài cửa, Thẩm Diệu nghe được những lời này và cảm thấy ấm lòng. Trên thế giới này, dường như chỉ có gia đình là ủng hộ mình một cách tuyệt đối, dù họ phải đối mặt với quyền lực và thế lực. Nghe La Tuyết Nhạn nói tiếp, "Không sao, nếu vậy, Kiều Kiều không thể kết hôn với thái tử Đông Cung. Chúng ta chỉ cần chờ đợi sự quyết định từ hoàng đế, và khi đó mọi việc sẽ được giải quyết." Thẩm Tín suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Chúng ta nên đợi cho đến khi có lệnh chính thức từ hoàng đế trước khi quyết định gả Kiều Kiều cho ai đó." Chỉ là một khoảng thời gian ngắn như vậy, việc đính hôn cũng không dễ dàng. Chúng ta cũng không biết về phẩm tốt của đối phương. Dù sao đi nữa, đêm nay ta cũng sẽ tìm hiểu một số thanh niên tài năng. Nếu có ai đó tốt hơn một chút và Kiều Kiều không ghét, chúng ta có thể định ra quyết định trước. Thẩm Diệu trong lòng không thể diễn đạt cảm xúc, tiếng ồn trong phòng dần dần giảm xuống. Cô đứng dậy và chuẩn bị rời khỏi phòng của mình, nhưng khi quay đầu, cô thấy Thẩm Khâu và La Lăng đứng phía sau cô, cả hai đều có vẻ đầy lo lắng, không biết họ đã ở đó từ bao giờ, nghe được mọi thứ. Thẩm Khâu giữ chặt Thẩm Diệu và La Lăng vào phòng. Khi họ cùng nhau, họ bắt nha hoàn ra ngoài trước khi đóng cửa. Sau đó, Thẩm Khâu nói, "Muội muội hoàng hậu muốn gì với muội muốn muội gả cho thái tử dường như họ đã nghe được nhưng thẩm diệu không cố gắng giấu giếm gì cả và chỉ gật đầu thẩm khâu đập mạnh bàn mặt đầy giận dữ quá đáng thẩm diệu lại cười có bao nhiêu người muốn leo lên đông cung cao sang làm sao đến nơi đây thành đại ca nói là bắt nạt người rồi ánh mắt của đại ca không phải là quá cao sao nói như vậy Toàn định kinh thành người đều không lọt nổi mắt xanh của ngươi. Thẩm Khâu tức giận, "Kiều Kiều, ngươi làm sao như thế? Ta đây là vì ngươi sốt ruột, ngươi ngược đến cười ta." La Lăng nhìn Thẩm Diệu, nhẹ nhàng hỏi, "Muội nghĩ thế nào về việc này?" Thẩm Diệu nhún vai, "Muội sẽ làm mọi cách để tuân thủ mệnh trời." "Muội không phản đối sao?" La Lăng hỏi, giọng nó có vẻ mất kiểm soát cha mẹ đều đã tìm kiếm lối thoát cho muội thẩm diệu nói một cách không quan tâm trước khi có thánh chỉ từ hoàng đế thì tìm một anh tuấn tài kiệt kết hôn trước thẩm khâu trận mắt muội 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 nói gì vậy chẳng lẽ muội muốn thẩm ra chịu mọi gánh nặng thẩm diệu tiếp tục không chú ý đến lời của thẩm khâu la lăng lại tiếp tục hỏi nhưng nếu không có sự lựa chọn phù hợp hoặc nếu hoàng hậu hạ lệnh muội sẽ làm gì thì muội sẽ gả đi, Thẩm Diệu nói. Có gì đáng sợ đâu? Điều quan trọng là muội không muốn cả Thẩm gia phải chịu oan. Vì lẽ đó, muội sẽ không từ chối. Thẩm Khâu trầm ngâm suy tư. Nếu đứng ở vị trí của Thẩm Diệu, hắn cũng sẵn lòng đồng ý với quyết định của muội muội. Để cho gia đình và Thẩm Diệu được bình an, hắn cảm thấy mình có thể làm bất cứ điều gì. Đại ca cũng sẽ làm như vậy, Thẩm Diệu nói lạnh lùng trên đời không phải ai cũng có thể làm theo ý mình mỗi người đều phải chịu sự trói buộc của số phận ta sẽ cố gắng tránh khỏi kết cục đó nhưng nếu không thể tránh khỏi cũng không có gì đáng sợ ta sẽ chấp nhận thẩm khâu lắc đầu thế nhưng muội sẽ hạnh phúc hơn nếu có một phu quân phù hợp hạnh phúc phải tự mình kiếm được không phải dựa vào người khác thẩm diệu nói chẳng phải mỗi người đều có thể đảm bảo cho ta một cuộc sống hạnh phúc suốt đời dù là thái tử hay những người khác, chẳng lẽ có người nào có thể chắc chắn rằng trong tương lai dài lâu, họ sẽ không phản bội, nhưng ta không tin. "Muội muội, muội không nên nghĩ như vậy." Thẩm Khâu nói với sự lo lắng. "Muội vẫn còn trẻ, không nên nghĩ về điều đó và không nên nhìn nhận mọi thứ như vậy." "Bi quan." La Lăng nhìn Thẩm Diệu một cách đắm chìm, môi nhẹ nhàng mím chặt, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Thẩm Diệu nhếch môi phu quân sự kết nối trong kiếp trước ở vị trí của nàng từng bị một người cấp trên đẩy nàng ngã đau lòng với nàng đó là một sự đau khổ kép không cần phải lặp lại lỗi lầm đó không cần phải hy vọng không cần phải chờ đợi nếu không có mong đợi sẽ không có đau khổ nàng nhếch môi nói lạnh lùng không phải ta muốn làm tình hình trở nên tồi tệ hơn chỉ là đại ca suy nghĩ quá nhiều đơn giản chỉ là việc xuất giá Phụ nữ đều phải lập gia đình, kết hôn để có cuộc sống an bình. Dù có phải là vào thái tử phủ, ta cũng sẽ không để cho người thân của ta phải chịu đựng tổn thương. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.